này thiện hiện vì chân như của thánh đế khổ chẳng phải là thánh đế khổ chẳng phải lìa thánh đế khổ cho nên sâu xa vì chân như của thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo chẳng phải lìa thánh đế tập diệt đạo cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của bốn tịnh lự chẳng phải là bốn tịnh lự chẳng phải lìa bốn tịnh lự cho nên sâu xa vì chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng phải là bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng phải phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc cho nên sâu xa. Này thiện hiện vì chân như của tám giải thoát, chẳng phải là tám giải thoát, chẳng phải lìa tám giải thoát cho nên sâu xa. Vì chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng phải lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cho nên sâu xa. Này thiện hiện vì chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng phải là pháp pháp môn giải thoát không, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát không cho nên sâu xa. Vì chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là vô tướng vô nguyện giải thoát môn, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của bậc cực hỷ chẳng phải là bậc cực hỷ, chẳng phải lìa bậc cực hỷ cho nên sâu xa, vì chân như của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng phải là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, chẳng phải lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của năm loại mắt chẳng phải là năm loại mắt, chẳng phải lìa năm loại mắt cho nên sâu xa. Vì chân như của sáu phép thần thông chẳng phải là sáu phép thần thông, chẳng phải lìa sáu phép thần thông cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của pháp môn Tam ma địa chẳng phải là pháp môn Tam ma địa, chẳng phải lìa pháp môn Tam ma địa cho nên sâu xa. Vì chân như của pháp môn Đà La ni chẳng phải là pháp môn Đà La ni chẳng phải lìa pháp môn đà la ni cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của mười lực phật chẳng phải là mười lực phật chẳng phải lìa mười lực phật cho nên sâu xa vì chân như của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng chẳng phải lìa bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng cho nên sâu xa